Em chào cả nhà. Sáng hôm nay em đi thăm bẫy chuột nha cả nhà. Cái điểm này là lâu lắm rồi mới đặt lại nè cả nhà. Hôm trước em có đặt một lần rồi. Nay em quay trở lại. Ngày mới em chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Ở trong cái góc đồ này em có con cái. Ở đâu rồi ta? Ở đây dưới chân mà không thấy. Đứng nằm quên. Nó đây. Ê. Nhỏ chứ không được bự nữa. Cái đầu tiên mà dính con có ba lớn gì nè. Trời ơi. Thôi em bỏ giùm đi cái tiếp theo nha. Ở dưới đây em có một cái nha. In re vậy. Có rồi, có hàng rồi. Này khá hơn con nãy à. Con nãy à. Cống con. Một cái này cống nhâm mà cái lông coi nè. Nó lút lút chứ nó không được đen nữa. Cái dưới đây em còn có con cái nữa nha cả nhà. Đây. Thấy bẫy bật rồi nha. Nhỏ hơn con nãy một chút. Em bỏ vô đi tiếp nha. Ở trong cái bụi lứt này nè cả nhà. Mùa này em có đặt một cái trong này nè. Đâu rồi, nghe im re vậy. Rồi. Cái này trước quớt rồi. Hồi nãy ba cái dính được ba con. Cái này trớt luôn rồi. Ở phía dưới đây nè, ngay cái nắm cỏ dưới đây cũng có một cái nữa. Rồi rồi. Trớt nữa rồi. Trời ơi. Vô căn cỏ nè, nó mới to luôn mà nó không thèm vô. Ở gần gần cái bụi lứt này nè cả nhà. Đâu rồi. Thấy nó nhúc nhích cỏ rồi á. Đó. Đó nó đây. Đang hồi lôi luôn. Đã chưa cả nhà? Nắng cháu luôn không thấy nữa. Thôi đi em bỏ vô nha. Mình tiếp tục nha. Ở cái bờ cỏ này. Hôm qua em đặt nguyên một cái bờ này luôn á. Nghe cái mấy cỏ này nè. Em lấy cỏ khô cái em đắp lên em làm dấu rồi em nhớ. Đó. 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 Nhỏ. Nhỏ hơn hai con nãy. Tiếp tục nha cả nhà. Hồi sớm giờ đi nguyên một đường luôn không dính cái nào trên cả nhà. Thì em cũng không có quay nha. Ở đây em có một cái nè. Với còn ở cuối bờ một cái nữa là hết bảy luôn cả nhà. Có mày. Cái này. Con chuột này, nấm chuột cơ. Con cái bảy đầu tiên quá. Ở trong cái gốc này gần cái cây măng cầu nữa nha. Em có một cái nữa. Cái này nữa là hết bảy luôn rồi. Cái cuối này lượm bạn con coi. Thank you.
lâu rồi không nghe động tĩnh gì hết vậy. Trời ơi, rất quất rồi. Cái cuối này mày cũng không lượm hàng được nữa. Hết, em hết 7 rồi nha cả nhà. Để giờ em tổng kết cái thành quả của ngày hôm nay nha. Đây, thành quả ngày hôm nay của em nè. Em đặt 20 cái mà được có 6 em à. Con này con cống nè. Cống một cái màu nó lút lút gì kỳ à. Giống y như là cống lan nha cả nhà. Đây, được hai em cống con. Hai em này là về em bỏ vô lòng em nuôi nữa. Thằng cống con đã chưa? Con này bự nhất, con này chắc được chừng 6-7 lạng gì ạ. Hai chục cái mà được có như vậy là cũng được rồi. Chắc mày lên tao chụp cho môi hình. Video tới đây em xin kết thúc nha cả nhà. Cả nhà xem video của nhà thấy hay thú vị, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ em để em có động lực em ra những video tiếp theo nha. Thôi em bye bye cả nhà nha. Em hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo nha.